Không có rượu làm sao vui được. Người vùng cao là thế mà. Người vùng cao là thế mà. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Rượu buồn nôn à? Ờ, đây không có rượu thì buồn nôn lắm. Phải 1-2 lít rồi hết luôn. Chuẩn ơi. Chuẩn ơi. Chuẩn ơi. Bố đâu? Bố đâu? Chuẩn ơi. Bố đâu? Cái vụ lúa này phụt đâu ấy? Hả? Đi phụt ở đâu ấy? Gần công ty luôn, anh vào thấy đâu nhỉ? Anh vào thấy đâu? Ê, tí là ai cho trẻ con đi trung thu? Hả? Tí ai cho trẻ con đi trung thu? Hả? Ờ. Đây là hoa lục lạc này đúng không? À thế à? Alo, Chuẩn à? Ờ. Thằng em sắp về chưa? Vẫn đang tuốt lúa. Ẩm quá. Ờ, tuốt xong về nhá. Tối nay ăn gỏi cá đấy. Ờ, ờ. Ok, tất cả để anh lo hết nhá. Có anh yên tâm hết, anh lo hết. Ok. Tuốt lúa. Đây được nhiều kiêu lắm. Nó bán hết rồi. Đây Tuấn bẻ ít này. Đã nhội sạch không được rửa đâu. Đấy. Tối nay ăn gỏi cá bỗng là phải lá nhội. Vặt rau. Ừ, vặt rau vặt lá đấy. Mấy anh em mà tối hôm nay sẽ làm món gỏi cá. Nay là ăn rằm rằm tháng 8. Ăn Tết Trung thu thiếu nhi ăn ké của cháu. Mấy anh em làm con vịt làng với lại cá bỗng. Mấy vài con cò vạc nữa để làm bữa tối nay. Đây là lá nhội đấy, đang hái lá nhội. Gọi thầy mãi không được. Nó không cầm điện thoại đi đúng không? Bảo ông Chuẩn không cầm điện thoại đi mà. Đấy cái lá non ăn mới ngon đấy. Đấy tầm đấy. Non quá không ngon Tuấn ạ. Ờ bánh tẻ kìa. Đấy đúng lá bánh tẻ này mới là Chuẩn này. Mấy anh em tôi là cuộc sống dân dã nha. Đây làm video để cho mà giới thiệu các bạn về món gỏi cá bỗng. Ăn theo kiểu người vùng cao Hà Giang. Đây là Hoàng Tuấn đấy. Ừ. Đấy cây nhội tốt không? Cuộc sống dân dã các bạn ạ. Buổi chiều rồi. Buổi chiều về rồi. Hôm nay là 15 tháng 8 đấy. Rằm tháng 8 Trung thu. Các cháu thì đi ăn bánh ăn kẹo. Còn đâu là các chú với các bố thì sẽ ăn gỏi cá. Đấy, xong chưa? Xong chưa? Bao nhiêu món vậy? Rồi xong rồi đây nước chấm của miền Nam đây, chuẩn bị làm rồi. Rồi mắm, hoa nhũ rồi, đặc sệt đi. Xong chưa? Đây đây kia. Ờ, đỉnh luôn. Em đi bên. Cầm đây. Rồi xin mời các bạn đây. Các bạn theo tôi. Đây. Ô chị ơi. Đây bữa cơm ăn rằm của anh em tôi đây. Các bạn nhá. Không có chỗ để nữa cơ. Ờ. Đầy quá. Bữa cơm rằm này nhá. Không có chỗ để nữa rồi. Đấy. Nào đây là vịt này. Đây là cò xào hành răm. Đấy rau. Quan trọng nhất là món gỏi cá này. Đây rượu chuối đây. Đây là nước đường. Nước nói. Đây là nước đắng cà. Cà đắng đây. Rau thơm đầy đủ quả nhé. Rồi bây giờ chúng tôi vào chiến đấu và thử mấy bạn nhé. Món ướt gió Hà Giang nổi tiếng đấy nhá. Rất chiều ngon rồi. Cay. Đấy. Không có chỗ để nữa rồi. Đấy. Rồi. Thôi xin mời anh em đi. Đây, kéo ăn cơm đây. Bắt đầu nhá, món gỏi cá này. Gỏi cá này. Đây, gỏi cá này, bắt cơ này, Đây, gỏi cá bù tạc đâu, xì dầu bù tạc đâu. Chấm đây nhá. Có con này ra không rồi lui ra. Không đánh bù tạc à? Thôi thì đúng rồi. Chị sang đây mẹ nhỉ? Có tí bù tạc không? Gỏi cá này. Bù tạc cho đây chứ. Tiếp chán gì cả.
Ở đâu? Chán em. Ở đâu? Có chưa? Không biết lấy chứ đi. Tất chưa sôi động trung thu hôm nay. Còn ai không nhỉ? Còn ai nữa không nhỉ? Không. Chẳng có ai cả. Hải là trong cái rượu nho. Hải hôm nay là đang ốm. Hải đang ốm. Uống thử cho nho rừng xem nào. Nho rừng anh em không uống. Anh em không uống. Đúng rồi. Ừ, anh mày. Cho đội kia uống có biết được mùi vị gì của nho rừng đâu. Bác Cương ở cuốn món nó gỏi phát nào. Gỏi cá ấy. Cuốn. Hả? Cuốn gỏi cá nào. Đi đây. Đấy. Đi thôi. Đi thôi. Đi đem đất. Đem đất. Đấy kìa, mùi tạp cho đấy gì? Mày không lấy bát để ăn gì ạ? Ừ nhờ. Mày bốc mà này dằm ăn bốc nhá, dằm. Mùi tạp cho đây tí chấm vào được vịt cho kia kìa. Tí cho người ta chấm được. Thế ít lắm, không cần bốc riêng vào bát đấy. Thật đấy, bốc riêng ra được không? Tí mày gói trong định. Cho lại. Gói trong định. Cho lên định. Như thân. Để em làm miếng tạp. Chúng ta ăn rằm này to chứ. Rằm to đấy, ờ thế chứ. Ôi giời, anh cười nhỉ. Ăn to nhưng mà. Ăn đơn giản thôi, mâm này anh biết là mâm này phải hai củ đấy. Ăn cơm này. Làm, để em làm cái cá sống nhá. Bắt anh cơm nhá. Đây em ăn miếng cá sống. Bắt anh chuyển bát đấy cho thằng Tuấn. Dính nhỉ? Tuấn đây. Có chưa? Nào. Làm miếng cá sống đấy. Làm đây Tuấn gói cho Tuấn này. Đây, đây nhá. Chưa đầy tháng. Cái bát này đây phải có lá nhội như đầy đủ đúng không? Giờ đinh lăng nhá. À, đấy, đinh lăng được à? Số nào cao đinh lăng. Đấy, ui đây này, cá này, tuyệt vời không này. Không nát nhào cả. Cao đang lấy nó nó sống này. Quá nó bị thẳng. Nào, đâu Tuấn đâu? Đây, đây, đây. Thân à? Đấy, đẹp phát lên. Đấy, định gọi cho dính văn. Cái này phải gói bằng tay rồi. Đấy, bảo nó sang này. Nó ngay nhá. Ủa đấy, ngon nhỉ? Chấm wasabi nhá. Ui giời. Chấm không? Định quả. Có chấm chứ. Đấy, nào. Ui. Đấy, đây, của anh. Chấm đây mà. Đây, đây. Không, cứ để. Không, múc cái này vào. Chấm chim. Không phải, cái kia không phải. Nào. Đấy, gỏi cá ngon không? Chắc cá chắc không? Cũng gỏi cá Hà Giang như vậy. Đúng không? Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời không? Mẹ thấy bà đi đưa rượu cho ai? Đang đâu ấy chị ơi? Đang đâu ấy? Xin mời các bạn nhá. Ngon thế. Đang đâu? Xin mời các bạn dùng cơm. Anh Thọ bảo sang anh Bảo này. Dính ơi. Dính em ra đây làm sang anh nhờ tí. Sang này rằm. Đang tắm à, đéo bật video. Sang luôn nhá. Sang làm tay vịn cho anh đấy. Sang luôn nhá. Không không, hôm nay sinh nhật anh. Sang luôn nhá. Ờ ok. Nay sinh nhật đấy, sang luôn đấy nhá. Sinh nhật anh. Sang luôn nhá. Ok đây. Rồi, mặc slip tao thôi nhá. Chắc chắn đang tắm mày không bật video. Đây. Thôi xin mời đây. Đây, nào, ăn rằm đây. Nào. Rồi chúc các cháu thiếu nhi khỏe mạnh nhá. Các bố ăn thịt. Các con bánh kẹo nhá. Em ơi. Ê ê. Quỳnh ơi. Mời nhá. Lưng chén đi cho nó. Nào. Ê. Anh Cương này cơ ơi. Ăn hết rồi. Nhà anh. Nào. Nào. Rồi nào. Mời nhá. Khỏe đi khỏe nhá. Rồi. Đâu rồi? Đây, mời nhá. Lúc sau rằm này ai cũng có nhá. Em ơi. Rồi mời đây. Đấy nhá, xin mời các bạn nhá. Rượu chuối đây. Mời nhá. Xóm này xóm rượu đấy nhá. Ừ. Em thử uống rượu. Xóm lát nhá, tí bọn uống rượu xong vào với chém gió mạnh ra thôi, tôi sẽ quay còn đây nhá. Đấy. Đấy. Thế làm cay lắm nhỉ, cho đầy nhá. Mình có gốc của thủy điện thôi mà. Đâu biết được thì được tiền. Nó cứ dâu ở đây tưởng hết rồi. Tiền đâu, tiền. Mà tụi mày bây giờ là cả dính nữa uống đi chén đi này anh nhá. Nói ra cái thằng đấy nào. Sao uống đi nào. À. Đây. Đấy nhá, thôi. Đây. 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 Bây giờ làng nát là tan tành hết rồi nhá các bạn nhá. Uống nó chén này. Không còn ai nữa, còn lại mỗi mình dính thôi. Đấy. Thế rồi, đấy, tạm biệt các bạn nhá. Tối nay dính với anh nhá. Thì dính anh còn gì nữa. Uống sao? Nào uống đi. Rồi. Đấy nhá. Rồi, xin tạm biệt các bạn nhá. Đấy. Hôm nay là anh em ăn rằm đã gọi là tan tành em mơ một. Không còn gì nữa nhá. Giờ là hết rồi bye. Ok đây. Giờ là kiểu tan. Rồi ok tan đây. Hết rồi. Rồi hết rồi. Bye uống đi em ơi, em uống đi, anh quay phim này uống đừng uống. Đằng nào xóm mày lát rồi uống đi. À. Anh ơi, anh quên mối gì của anh không quay em à. Nào. Lát đấy, xóm lát đấy. Nào. Làng lát nhá. Làng lát đấy, là uống đi em.
Uống đi. Xóm nát à? Ờ. Đấy. Ok nhá, cứ phải thế mới vui. Không có rượu làm sao vui được. Người vùng cao là thế mà. Người vùng cao là thế mà. Đúng không? Đấy. Rượu buồn nôn à? Đây không có rượu thì buồn nôn lắm, phải 1-2 lít hết luôn. Không có rượu thì buồn nôn lắm, phải có 1-2 lít hết luôn. Ok nhá, rồi, xin tạm biệt các bạn nhá.